xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Kính chào quý vị và các đồng chí, trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự tháng 7 nghĩa tình. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, dự và chủ trị hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, do chủ động làm tốt công tác tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 41.000 trường hợp vi phạm và tiền gần 78 tỷ đồng. Trong đó đã xử lý hơn 3.100 trường hợp quá tải trọng và tiền hơn 12,6 tỷ đồng. Gần 2.000 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng và tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Hơn 2.100 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và tiền hơn 6,9 tỷ đồng. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí thiếu tướng Trần Phú Hà, giám đốc công an tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông trong 6 tháng đầu năm 2022 đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tập trung mọi nguồn lực triển khai thường xuyên các biện pháp tuyên truyền kiểm tra xử lý nghiêm các chuyên đề về tải trọng nồng độ cồn vi phạm tốc độ vi phạm về giao thông đường thủy nội địa phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên và không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài tiếp theo là một số hoạt động nổi bật khác của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua hướng ứng chương trình hành trình đò kết nối dòng máu Việt năm 2022 trong tuần qua cùng với hơn 3.000 tình nguyện viên là cán bộ viên chức lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hơn 370 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tính nhân văn sự chia sẻ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa với mong muốn chung tay cùng cộng đồng hiến máu cứu người Với mong muốn chia sẻ và hỗ trợ giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mới đây Công an huyện Như Thành đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lương Thị Chỉnh ở xã Thanh Tân, huyện Như Thành. Đây là căn nhà cấp 4 kiên cố khang trang, có tổng diện tích hơn 64m2, được xây dựng với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Trong đó, công an huyện hỗ trợ 95 triệu đồng, ngôi nhà hoàn thành và bàn giao cho gia đình bà Lương Thị Trình có nghĩa thiết thực, giáo dục tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an huyện Như Thanh đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ từng bước vươn lên trong cuộc sống. thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy, chỉ tính từ đầu tháng 6 năm 2022 đến nay, công an huyện Hà Trung đã điều tra làm rõ, bắt giữ 12 vụ, 30 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 200 viên hồng phiến, hơn 129 gram ketamin hơn 120 gram heroin, ma túy đá và cỏ mỹ. Điển hình ngày 4 tháng 7 năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hải Trung đã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Hải Trung, thu giữ tại chỗ 5 viên hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan. Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 7 đối tượng khác có liên quan. Tăng vật thu giữ gồm 33 viên hồng phiến, hơn 129 gram ketamin. Phòng Cảnh sát Hình sự vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thu Vân ở quận Tân Phú, Lê Thị Kim Thoa ở quận Gò Vấp, Bùi Đăng Cường ở quận 2 và Đoàn Tuấn Anh ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, chỉ tính từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 4 năm 2021, thông qua những lời mời chào hấp dẫn như liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng có giá trị, các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn huyện Thạch Thành. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những ngày tháng 7 này, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, lực lượng công an Thanh Hóa lại có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm tri ân những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Đây chính là động lực và sự động viên to lớn để các thân nhân liệt sĩ và thương binh trong công an Thanh Hóa vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng những ngày tháng 7, chúng tôi cùng đoàn cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tháng 7, cùng với các hoạt động thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ là rất nhiều hoạt động thăm tặng quà tri ân đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng đang được cấp ủy lãnh đạo các đơn vị công an trong tỉnh tổ chức thực hiện một cách đồng bộ. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm và cũng là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mà cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa hôm nay đã và đang tiếp tục kế thừa phát huy. Theo số liệu thống kê, hiện nay trong lực lượng Công an Thanh Hóa có 134 liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, 454 thương bệnh binh hiện đang công tác và đã nghỉ chế độ. Để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng. Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các mặt công tác chuyên môn, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hàng năm, ngoài nguồn kinh phí Bộ Công an cấp, Công an tỉnh đã phát động cán bộ chiến sĩ dành ít nhất từ 1 đến 2 ngày lương để xây dựng quỹ nghĩa tình của Công an tỉnh và đóng góp chung vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của Bộ Công an và của tỉnh Thanh Hóa. Từ nguồn quỹ này, từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng sửa chữa hơn 20 ngôi nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Ngành Công an thực hiện rất tốt các cái lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa đối với lực lượng công an và đặc biệt là các hộ gia đình có công. Trong đó như là tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên và thường xuyên nắm lại xem cuộc sống của hộ gia đình có những vấn đề gì khó khăn để từ đó cùng với đảng bộ chính quyền và đặc biệt là các ngành đoàn thể chăm lo tốt cho các hộ gia đình. Cùng với việc thường xuyên chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh cũng như cấp ủy lãnh đạo các đơn vị công an trong tỉnh đã luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ chiến sĩ là thương binh bệnh binh con liệt sĩ yên tâm công tác học tập và công hiến trong đó có nhiều đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ đã phát huy truyền thống cha ông khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ các chức vụ chủ chốt tại các đơn vị công an trong tỉnh chính sự quan tâm sâu sắc đó đã thể hiện ý thức trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, góp phần chung tay cùng các cấp các ngành và toàn dân làm dịu đi những mất mát hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ. Bản thân tôi vào ngành từ năm 1982. Suốt trong cái quá trình công tác để phấn đấu để học tập rèn luyện trong lực lượng công an nhân dân thì bản thân tôi là luôn ghi nhớ là mình là có một người cha là liệt sĩ công an nhân dân và trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong bất kỳ cương vị công tác nào và bất kỳ nơi đâu thì bản thân cũng luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Tiếp nối truyền thống anh hùng của các cái anh hùng liệt sĩ thì bản thân tôi cho dù là thường binh nhưng luôn luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó cũng như là các cái nhiệm vụ mà Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó có cán bộ chiến sĩ lực lượng công an Thanh Hóa, bằng những việc làm cụ thể thiết thực của mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm sóc tốt hơn các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là truyền thống và đạo lý tốt đẹp của Đảng, Nhà nước đối với những người đã công hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Chuyên mục An ninh Thanh hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tuần sau.